nó rất là đẹp luôn nhá mọi người, không có tiền mà mua các em, nó thật luôn ấy, không có tiền mà mua luôn, tiền hàng của Trung Quốc luôn ấy nha mọi người nhá, vì cái hàng của nó rất là cao cấp và rất là đẹp. Nhắc lên cho em phải
cái hoa nhí này, hoa nhí chất liệu của nó là thô boy mềm cho em này. Size từ 15 cân đến 30 cân em có size hoa nhí cho em bán tặng 99.000 một cái nhá. 99.000, lên cho em mã số này là 23 dùm em. Phần sau em có phối dây thắt eo rất là xinh luôn nhá, từ 3 tuổi đến 8 tuổi mang vừa. 3 tuổi đến 8 tuổi là mang vừa cho em váy này. Chị nào lấy thì chốt cho em mã số này lên là 23 dùm em, 99.000 nhá. Hoa nhí rất là xinh luôn này. Đó, hoa cam rất là đẹp luôn. 99.000 cho em mã số lên là 23 dùm em nha. Chấm bài lên cho em với nha mọi người nhá. Chấm bài tương tác thả tin thả like lên cho em mã số 23 cho em, 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em, 23 dùm em nha mọi người nhá. 23 chốt cho em là 23 này. Hoa nhí. Chấm bài lên cho em với nha mọi người nhá. Chấm bài lên cho em với nha. Có ai chấm bài không đấy? Chúng ta không thấy comment luôn á. Im mất. 23 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Chốt cho em mã số là 23 dùm em. Lên váy trắng ok. Váy trắng ok nhá. Váy trắng lên rồi đi chứ. Ok, chốt cho em là 23 nhá mọi người. Váy hoa nhí màu cam này, màu vàng, màu hồng, màu đỏ này, toàn màu xinh thôi, mặc trắng da cực kỳ luôn đấy. 99.000 đồng một váy cho em nhá mọi người nhá. 99.000, 15 cân 3 tuổi đến 30 cân 8 tuổi quay lại cho em. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em mã số này lên là 23 dùm em nhá. 99.000 cho em. 99.000 cứ lên đúng cú pháp cho em là được các chị ơi. Mã số kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 23 đi. 23 này, 10 hồ có rồi, Loan Bích Nguyễn có, Minh Hạnh có này, Huệ Ngô có này, Nguyễn Bông có, Tú Vân có rồi ok nhá. Váy vàng sau váy trắng có sao? À, váy vàng với váy trắng đấy là một loại mà không có 32 cân cái váy trắng đấy không đâu ạ. 35 cân váy trắng đấy em cũng không có, váy trắng em chỉ còn size 22 cân thôi mọi người ạ. Váy trắng em chỉ còn size 22 cân thôi. Rồi cái này lên cho em mã số là 23 99.000 nha các chị nhá. 15 cân đến 30 cân em có size 99.000 này. Mã số cho em là 23 dùm em nha mọi người nhá. Mã số 23 cho em 99.000 đồng cho em là có đơn nha các chị yêu ơi. 99.000 cho em, 23 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em nhá. Váy trắng là mã số 12 nhá mọi người. Đây, váy trắng là mã số là 12 cho em, size cho bé là từ 15 cân à không. Mã số 12 size từ 18 cân đến 22 cân váy hoa nhí cho em với giá là 99.000. Con này là mã số là 12 nhá. Đây con này là 12 99.000 này. Đó lên con này cho em mã số là 12 99.000 đồng cho em nha. 18 cân đến 22 cân cho em 99.000, 4 đến 6 tuổi mang vừa dáng suông A nhá. Cái này lên là mã số là 12 cho em. 99.000 đồng cho em nha mọi người. 99.000 cho em mã số là 12 cho em đi. 99.000 nhá. 99.000 mã số cho em là 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn nhá. Mã số cho em là 12 hoa nhí nhá, 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 18 cân đến 22 cân này em có size này. 18 cân đến 22 cân em có size mã số 12 nhá. Rồi lên cho em một cái quần suông ngố này. Suông ngố này. Lên quần suông ngố này, tặng quần suông ngố này. Mã số tiếp theo này. 04 này, lên quần suông ngố giùm em nhá. Ui tự nhiên hôm nay cái lưng của chị là đau quá. Mã số tiếp theo lên cho em 04 quần suông ngố này. Mã số 04 này, lên cho em quần suông ngố nha mọi người. Quần suông ngố giùm em này, đẹp xuất sắc luôn, suông ngố nhá, mặc tới đầu gối dáng bộng cho em bé gái, quần bé gái nha mọi người. Size cho bé là từ 15 cân đến 40 cân em có size quần suông ngố này. 15 cân đến 40 cân em có size quần suông ngố nhá. Bán tặng cho em 79.000, mã số là 04 đúng không? Lên cho em con này suông ngố là 04 đúng em nhá. 04 cho em 79.000 một quần này. 79.000 một quần cho em suông ngố nhá. 04 đúng em. 15 cân đến 40 cân em có size 04 cho em ạ. Suông ngố nhá, người chất rất là mềm luôn. Hàng cao cấp 180-200 bây giờ bán tặng này. 79.000 cho em nhá. 79.000 lên suông ngố là 04 dùm em nha mọi người. Lên cho em chốt cho em là suông ngố đi. Đâu rồi? Phải đâu rồi? Ok nha, chốt cho em là 04 suông ngố nha mọi người nhá. Chốt cho em là 04 suông ngố cho em đi. Đó, quần dài có quần dài nhá. Show em ở Thanh Hóa nha mọi người. Show em ở Thanh Hóa nhá. Mã số lên là 04 đầm 25 cân có mà váy cả canh đang mặc. Váy canh đang mặc không có nhá. Váy canh đang mặc không có đâu nhá. Size 23 cân
ơi. 04 không lựa kéo đâu mọi người nhá. 04 quần váy cho em nhá mọi người. 04 cho em quần váy 15 cân đến 40 cân, em có size 04 quần váy này. Đó, cái này lên là quần váy cho em mã số là 04 giùm em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 quần suông á, quần suông ngố cho em với giá là 79.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 79.000 đồng cho em 04 cho em nha mọi người nhá. Trời ơi, có chân váy bò cho bạn 22 cân, có quần váy thôi, không có chân váy nhá, có quần váy thôi. Hoàng Huế có đấy, Ngân Cao Thúy có 04 rồi, ok, quần suông ngố nhá mọi người. Cái này là dáng suông ngố cho em, size là 15 cân đến 40 cân, em có size 04 cho em này. Đó, mã số cho em là 04, 79.000 một quần thôi ạ, đẹp lắm. Mặc tới đầu gối nha mọi người, nói chung là tầm 13 tuổi đến tầm khoảng 15 tuổi, 40 cân cho em, quay về vừa. Mét 50 qua lại cho em, có mét 55 cũng được ấy. Ok nha, chị nào lấy suông ngố thì comment cho em là 04 giùm em đi. Nha mọi người, 04 suông ngố cho em với giá là 79.000 một quần nha mọi người. Bên ngoài làm gì có bán cái này 79.000, thế luôn á. Như Quỳnh có 04 kim liên, 04 này và 08 quần dài cũng rộng ok này. Đó, 04 cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 giùm em 79.000 nha. 79.000 nha. Olive Hà này có 04 này. Ok, các chị nhớ đi đơn hai sản phẩm thì lên cho em rồi nhá. Mã số cho em là 04 giùm em nhá. 79.000 một quần nha mọi người. 79.000 đẹp nhập có 79.000. Còn rẻ hơn cái váy các chị ơi, nó đẹp lắm mà mặc 3 năm không rách, co giãn 4 chiều cho em nhá. Co giãn 4 chiều cho em 04 đi. Chị nào lấy chốt cho em là 04 79.000 không lựa kiểu đâu mọi người nhá. Bán tặng rồi không lựa kiểu được đâu mọi người nhá. Bình thường cái quần này các chị có đi ra chợ quê ấy, chợ, ra chợ nhá, không phải ra shop đâu nhá. Cũng phải tầm 150 một cái rồi chứ không giá mấy chục nghìn đâu. Chỉ có nhà em phải bán mấy chục nghìn thôi mọi người ạ. Nha mọi người yên tâm chốt đơn cho em nhá mọi người nhá. Nhà đi đơn hai sản phẩm trở lên là được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Mã số 04 cho em nhá. Có quần váy chứ không có chân váy. Hoàng Liên Lê có 04 ok. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 cho em 79.000. 15 cân đến 40 cân em có size 04 nhá. Từ 15 cân đến 40 cân em có size quần váy, à chân váy, à quên, quần suông. Quần suông nhá, 04 là quần suông không lựa kiểu cho em. 79.000. 79.000 cho em 04 này. Nhá, qua mã nha mọi người nhá. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 này. Rồi quần váy này. Quần váy là mã số 06 này. Chị ơi không chọn hình đâu các chị. Không lựa kiểu mà, em đã nói là không lựa hình, không lựa kiểu ngẫu nhiên mà mọi người. Rồi cái này lên tiếp cho em 06 này, Nguyễn Thủy có này. À, 10 Hồ có 04 này. Không lựa kiểu nha. Sơn Phủ có 04 này, không lựa kiểu đâu các chị ơi, không lựa kiểu đâu mọi người, em nói đi nói lại rồi mà. Rồi lên cho em quần váy cũng bán tặng quần váy này. Quần váy chứ không phải chân váy, đây là quần váy nhá. Quần váy thì mặc nó sẽ tự tin hơn là chân váy. Mặc nó sẽ được tự tin hơn vì là nó có một lớp quần ở bên trong này. Lên cho em quần váy là 06 đúng không? Quần váy cho em mã số lên cho em là 06 này. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 42 cân em có size quần váy nhá. 15 cân đến 42 cân cho em quần váy cao cấp cho em, bán tặng cho em với giá là 79.000 luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em, bao co giãn luôn nha mọi người. Quần váy lên cho em là 06 này, 79.000 luôn nha mọi người nhá. 79.000 cho em 06 đi, chốt cho em là 06, 79.000 cho em, đẹp lắm luôn ấy. 15 cân đến 42 cân là em có size 06 giùm em nhá. Quần váy đi, bên trong nó là quần ấy, quần của em đúng nó rất là dài nha mọi người, không phải đúng ngắn đâu nhá. Không phải cái gì cứ che giấu là nó ngắn cùn cỡ đâu nhá mọi người, quần của em này đúng nó rất là dài. 15 cân đến 42 cân em có đủ size luôn nha các chị nhá. Quần váy có giá chỉ có giá là 79.000 một quần, chốt cho em quần váy là 06 đi. Em ơi chốt cho em quần váy là 06 đi. Tấm Trần Thị có 23 này cho tới 04 nha. Không chọn kiểu nha chị Kim Liên nhá. Không chọn kiểu nhá. Chị Tấm Trần Thị mã 14 nha em, không phải là chấm đi đâu nha chị ơi. Chấm đi thì em là mã khác đấy ạ. Là mã 11 nhá, không có lại nhầm mã đấy. Chấm bi là mã số 11 đấy chị Gấm Trần Thị ạ. Nhá, chấm bi là mã số 11 chứ chị Gấm Trần Thị không phải 14 đâu nhá. Rồi lên cho em quần váy này là mã số là 06 đi, 79.000 một quần thôi các chị nhá. 06 cho em nhá. Hoàng Liên Lê có 06 này. Huệ Ngô này. Mọi người comment đúng mã số đi, không có đi sai hàng đấy mọi người. Khánh Quỳnh có 06 này, Nguyễn Hạnh có 12, 28 này, ok. Sơn Phụng này, lấy 06 rồi ok này. Ô Linh Hà có 06, Lan Nguyễn 06, ok. Vô Phúc này, Võ Phúc này có 04, xin lỗi chị, tại không có dấu. Ok nhá, mã số cho em là 06 cho em, có 79.000 một cái quần ngố thôi, à cái quần váy thôi nhá. 79.000 một cái quần váy cho em 06 này. Đó, chốt cho em mã số là 06 dùm em 79.000 nha mọi người.
79.000 đồng cho em 15 cân đến 42 cân, 15 cân đến 42 cân em tặng 79.000, chốt cho em là 06 dùm em các bác nha. Chất bao mềm luôn, bao co bán 4 triệu cho em này. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Mã số hàng đây là 06 dùm em nhá. Đó, rất là xinh, 06 cho em 79.000 một quần váy cao cấp cho em 15 cân đến tận 42 cân cho em. Đó, chốt cho em là 06 nha mọi người. 079.000 đẹp ơi là đẹp luôn này. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em rồi nhá. Huyền Nghĩa 06, Khánh Thi 06 này, Dung Nguyễn 04 ok này, Hiền Lê có rồi, Huệ Ngô có quần váy rồi ok nhá, Khánh Quỳnh có rồi ok nhá. Số 0679.000 cho em nha các bác nhá. 0679.000 cho em. Dũng Nguyên có, Hồng Nguyên có rồi, Xuông Vài em có nhá, Su Su Sữa có rồi nhá. Su Su Sữa nếu như mà đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại đâu chị Su Su Sữa nhá. Chị Su Su Sữa nếu đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại đâu, vì cuối live em thường em hay lên lại nhá mọi người, không phải đặt lại đâu. Chị nào có rồi không phải comment lại đâu nhá. Đặng Thúy 06, Lan Nguyễn 06 rồi ok. 79.000 một quần cho em 06 này. Quần váy cho em ạ, mặc với cái gì cũng xinh ấy. Áo phông, áo sơ mi hay cái gì cũng xinh luôn ấy. Áo kiểu, áo điệu, cái gì cũng đẹp. 15 cân đến 42 cân cho em quần váy với giá là 79.000 một cái thôi. Hàng Quảng Châu cao cấp, chất rất là mềm và co giãn cho em. Chị nào trong này đặt đủ thì thôi, không phải đặt lại đâu. 06 dùm em nhá, 79.000 cho em. 79.000 cái 06 nha mọi người. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em với mọi người nhá. Nhớ là đi đâu từ 2 sản phẩm trở lên, bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha mọi người nhá. Ship toàn quốc chỉ có 30.000 thôi, 06 cho em. Có quần sọc nhá, có quần sọc Vân Trần 06 rồi nhá. Váy có hình trái tim ở sau là 0999.000 nhá chị Thu Hương nhá. Ok, Thanh Nga 06, Khánh Thi rồi ok này, 27 cân rồi. Cứ comment 06 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em đi mọi người nhá. 06 là quần váy cho em này, 79.000. Quần sọc đây ạ, quần sọc là mã số 05 nha. Đây quần sọc cho em là mã số 05 này. Đấy nhá. Quần sọc cho em này, quần sọc lên cho em là mã số là 05 dùm em, quần sọc này. Quần sọc cho em mã số là 05. Em có size từ 10 cân đến tận 42 cân cho em mã số lên là 05 dùm em. Với giá tặng 05 cho em với giá là 69.000 một cái thôi nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em, bao co giãn luôn. Đó, bao co giãn cho em này. Đó, nói chung là quần cái đầu bò nhà em là đều co giãn hết. Cái này lên cho em mã số này là 05 dùm em nhá mọi người nhá. Rất là xịn luôn. Đây 05 nó mềm chưa, các chị nhìn thấy em kéo như thế này là biết là co giãn đúng không? Mặc như quần cotton luôn cho em này. Nó rất là mềm. 05 69.000 cho em quần sóc nha. 05 từ 10 cân đến 40 cân là em có size. Từ 10 cân đến 40 cân em có size, mã số cho em là 05, 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 69.000 cho em mã số này là 05 cho em. Chốt cho em là 05 là ok, có đơn nha. Các bác ơi chia sẻ like và chấm bài lên cho em với nha. 05 cho em đúng rồi. Lên đúng vào cú pháp cho em đi mọi người nhá. Lên đúng cú pháp cho em mã số kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là 05. Bây giờ comment nó lại nhiều rồi, em đọc lại không hết rồi ấy. Nguyễn Hạnh 06 rồi, lên Bùi 04 này. Hiền Phạm 06 rồi nhá. Có mấy màu, có một màu hồng đấy thôi chị Thu Hương nhá. Cái 09 này có một màu hồng đấy thôi. Ok, Mỹ Linh 06, Đặng Thúy 06, Lương Nguyễn 06 này, Khánh Quỳnh 05 rồi. Cái này là 05 là quần sóc đùi nha. 05 quần sóc đùi cho em với giá là mã số 05 cho em có 69.000 thôi mọi người ạ. 69.000 đồng cho em 05 nhá mọi người nhá. Mã hàng cho em là 05 em mọi người, 10 cân đến 40 cân nha mọi người nhá. 40 42 cân 05 quần sóc này. Đó, mã số 05 quần sóc từ 10 cân đến 42 cân, em có size quần sóc đùi. Đang đi mã nào đấy? 05 cho em 69.000 này. Mã số 05 69.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 05 chốt là 05 cho em 69.000 đồng cho em nha mọi người. Chị nào lấy 05 chốt cho em là 05 69.000. Size từ 10 cân 2 tuổi trở lên đến tầm 42 cân, không lựa kiểu nhá mọi người. Không lựa kiểu dùm em nhá. Chị nào lấy thì chốt cho em là 05 dùm em, 69.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Lên cứ lên đúng mã là được, không cần em đọc đâu, vì đôi khi em đứng xa em không thấy, em cứ phải cầm điện thoại này em đọc lên mọi người nhá. Đó, nó rất là mất thời gian, nó nhiều comment này nó mất rất là mất thời gian, không cần đọc đâu mọi người, em chỉ đọc tượng trưng vài chị thôi, và có nhân viên nó đang check và đang in đơn cho các chị rồi nha mọi người nhá. Su Su lúc nãy em đặt 08 rồi, đặt 04 ok. Su Su Sữa này rồi ok nhá, chốt cho em là 05 cho em với giá là 69.000 cho em nhá. Xem quần lớn size 42 ký, xem cái size lớn hay là xem quần size lớn hay là kiểu gì, cái này có size đến 42 cân nhá chị ơi. Cái gì em đọc sai nào có sai đấy nha mọi người nhá. Đọc sai gì có sai đấy, chốt cho em đúng mã là 05. Từ 10 cân đến 42 cân em có sai 05 cho em quần sóc này. 69.000 một quần cho em, mã số lên là 05 cho em nhá mọi người nhá. Đó, chốt cho em là 05, 69.000 đồng cho em là ok, có đơn cho em.
nha các bác nha, đọc sai nào có sai đó cho em nhà em có cả vạn hàng, các chị yên tâm nhá, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhé mọi người. Đi đơn hai sản phẩm đơn phải trên 100.000 đồng giúp em nha các chị yêu nha. 0569 thì cũng sóc đùi này, nó không lựa kiểu đâu, cái này là hình ngẫu nhiên thôi mọi người nhá, hình ngẫu nhiên cho em 0569 cho em này. Chị nào lấy 05 chốt cho em là 05 cho em 69.000 nha mọi người. Cồn lên cho em quần quần ngố này, quần ngố này mã số tiếp nha, quần ngố này mã số quần ngố này, cái quần ngố này em muốn tặng luôn này đó, quần ngố này còn tầm mấy trăm hàng tặng luôn này, quần ngố nhá, quần ngố lên cho em này, cái này là tặng luôn để cho dứt mẫu luôn, tại vì không làm cái hàng này nữa, tại vì là nó cũng hết rồi, bán khá là nhiều rồi ấy. Mã số tiếp theo 03 quần ngố này. Phạm Ngọc lên số điện thoại chị ơi, Phạm Ngọc lên số điện thoại rồi, lên cho em mã hàng 03 quần ngố cho em, size cho bé từ 15 cân đến 35 cân em có size. Mã hàng quần ngố cho em là 03 quần ngố, tặng 69.000 đồng luôn nhá mọi người, tặng 69.000 đồng quần ngố cho em 03 này đó. Mã hàng cho em là 03 quần ngố nhá, quần ngố mặc tới đầu gối, gọi là quần lửng ấy, gọi là quần lửng mang tới đầu gối giùm em, 0369.000 cho em nha mọi người đó. Chốt cho em là 03 đi nha, chốt 05 à. Ok nha, rồi lên cho em mã số này lên là 03 nhá mọi người nhá, chốt cho em là 03 cho em 69.000 thôi ạ, 69.000 quần lửng nha mọi người, cái này lên cho em là quần lửng rất là đẹp luôn, 69.000 đồng cho em này. Form size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân là em có size nhá, 15 cân đến 35 cân em có đủ size luôn. Mã hàng cho em là 03 đi mọi người nhá, 69.000 đấy, bên ngoài bán tầm 150-180 nhà em là tặng 69.000 cho em, chốt là 03 rồi này nha mọi người nhá, chốt cho em mã hàng là 03 dùm em nha mọi người. Quần ngố nha mọi người nhá, quần ngố cho em đi đó, quần ngố cho em 0369.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Thấy chị Vũ Tê Vân, thấy chị Vũ Tê Vân, thấy các chị mọi người ơi, quần ngố 03 cho Vũ Tê Vân, tụi em thấy rồi mọi người ơi, thấy hết comment luôn đấy mọi người ạ, vì là ở trên cái máy này nó không hiện comment, em phải dùng cái máy này em đọc cái này, dùng cái máy này mới thấy. Có nhân viên check đơn cho các chị và đang in đơn rồi nên mọi người yên tâm nhá. Mã số cho em là 03 đi đó, chốt cho em con này là 03 cho em, giá 69.000 một quần thôi nhá, 15 cân đến 35 cân em có size 03 cho em này, không lựa kiểu đấy mọi người ơi, quần ngố nhá, không lựa kiểu giùm em nhá đó, 69.000, 15 cân đến 35 cân em có size 03 cho em nha. Chị nào lấy 03 chốt cho em là 03 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là ok có đơn nha các bác nha. Quần ngố nhá mọi người, lên quần ngố 15 cân đến 35-37 cân em có size 03 nha. Quần sóc bò 05 rồi, Vũ Tê Vân ok, chị cứ comment mã số cho em là được nhá, cứ comment mã số cho em là được. Váy màu hồng ở sau là mã số 09, 99.000 đồng chị Phương My nhá, Phượng My nhá. Nhớ đi đơn hai sản phẩm để được gọi chốt đơn nha các chị nhá, nhớ đi đơn hai sản phẩm cho em nhá mọi người, đơn trên 100.000 đồng cho em với cái váy với quần nhà em có mấy chục nghìn một cái thôi, mọi người nhớ đi đơn và kiểm tra hàng thoải mái nhá. 03 cho em 69.000 này, mã hàng cho em là 03 69.000 cho em, 15 cân đến 25 cân em có, đến 35 cân em có sang, mã số là 03 cho em 69.000, không đổi kiểu nha mọi người, chất đẹp lắm mọi người, chất rất là mềm ấy, quần ngố em rất là mềm, quần lửng đấy, gọi là quần lửng ngố đấy, rất là xinh, mặc tới đầu ngố thôi nhá, cái này là mặc tới đầu ngố thôi, 69.000 một cái thôi, 03 cho em, 03 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá, 03 cứ lên cái này là lại cao, buồn cười, nhá, không hiểu luôn. 0369.000 đúng rồi, mã số cho em là 03, cứ lên đúng cú pháp em thấy mọi người, mọi người chia sẻ like cho em để không bị ẩn comment nhá, chia sẻ like cho em để không bị ẩn comment cho em, 0369.000 đồng một quần cho em đó, mã số hàng lên là 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok có đơn nha các bác nha. 03 cho em quần ngố này, 69.000 một quần, xong rồi lên quần dài nhá, có quần suông dài đẹp lắm luôn á, quần suông dài đẹp đính của chóp luôn. Ok, 03 quần ngắn, quần 03 là quần ngố ngắn nha mọi người nhá, 69.000 một quần cho em nhá, 69.003 cho em đi. Chị nào lấy 03 chốt cho em là 0369.000 nha mọi người ơi. Đó, 03 chốt cho em 69.000 cho em. Rồi lên tiếp cho em nha. 0369.000, 15 cân đến 35 cân cho em quần ngố nhá, quần ngố cho em 69.000. Rồi lên cho em quần suông dài này. 08 này, quần suông dài là 08 mọi người ạ. Rồi lên cho em một cái quần suông dài này. Mã số tiếp theo cho em một cái quần suông dài hàng cao cấp cho em, suông đẹp đỉnh lắm. Rồi lên cho em mã số suông dài là 08 cho em này. Nhá. Lên cho em mã số tiếp theo này. Tức thật ạ. Cứ dơ dơ lên cái này, đấy là còn chưa chạy nhá. Lên suông dài hàng Quảng Châu cao cấp cho em nha các chị nhá.
17 cân đến 45 cân em có size với giá là 119.000. Bên ngoài bán không dưới 300.000 luôn. Đấy, phải khẳng định với các chị là không bán dưới 300.000 luôn. Nhà em bán tặng các chị luôn 119.000. Bao test kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhé. Đấy, suông mã số lên là 08 dùm em, suông dài này. Suông dài nhé, các chị nên có một cái quần suông để cho con thay đổi phong cách nha mọi người. Vì năm nay cả người lớn và trẻ em đều rất là hot quần suông dài nha mọi người nhá. Cái này là 08 cho em có 119.000 một cái thôi. Hàng cao cấp nhận về với giá trị của nó phải lên đến tầm 300 đến 350.000. Nếu như các chị mua ở ngoài nhá, chứ còn nhà em chỉ bán tặng 119.000 thôi. Suông dài cho em là 08 nha mọi người ơi. Suông dài cho em mã số là 08 giùm em. 119.000 đồng giúp em nhá. 119.000 một quần cho em 08 giùm em. Đó, 17 cân này, từ 1m1 đến tầm khoảng 45 cân, 1m45 quay lại, size rất là to luôn. 1m1 đến 1m45 quay lại và từ 17 cân đến 45 cân em có size 08 giùm em nhá mọi người nhá. Chốt cho em là 08 cho em là ok có đơn. Chị Hoa võ lên số điện thoại cho em với nhá. Hoa võ lên số điện thoại đi. Các chị ơi lên số điện thoại đi. Nha mọi người, 08 cho em suông nhá, quần suông dài nhá. Các chị ơi lên mã số kèm số điện thoại đi nào. Hoa võ lên số điện thoại cho em với á. Hoa võ lên số điện thoại đi mọi người. 08 cho em nhá, với giá là 119.000 một quần thôi. Nó đẹp lắm mọi người. Ở phần sau có phối chun mềm là mặc co giãn cho em rất là dễ chịu, rất là dễ mặc luôn nhá. Đấy, form quần co giãn dày dặn cho em này, không đẹp không lấy tiền luôn. Vì em còn cho các chị kiểm tra hàng nha mọi người nhá, chứ không phải là cứ đóng gói là gửi đâu, là bắt các chị nhận đâu, không có đâu nhá. Bây giờ khách hàng là thượng đế, nói chung là phải được sờ, được nhìn thì mới nhận hàng. Kể cả em Subi lên là số điện thoại đi sai rồi chị ơi. Kể cả em mua hàng em cũng muốn được xem hàng. Nên là em nắm bắt được tâm lý của khách hàng nên là kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nha mọi người. Hương Subi lên số điện thoại kìa. Hương Subi lên số điện thoại nhá. Đúng không? Rồi không phải nha, 08 cho em một giá là 119.000 cho em 08 nha các chị yêu nha. 08 119.000 xuống dài là 08 nhá. 08 nha Thương Lê ơi, 08 cho em nhá. 08 này. Đó, 08 cho em nhá mọi người. Thương cái gì? Lên chưa? Sao chị không thấy của bạn ấy nhá. Thương Subi lên số điện thoại nha. Rồi ok nha, 08 cho em với giá là 119.000 đồng cho em quần suông dài nhá. 119.000, 17 cân đến 45 cân cho em. 17 cân đến 45 cân cho em, mã số lên là 08 cho em nhá. 17 cân đến 45 cân này, em có size 08 cho em này. 17 cân đến 45 cân, 1m1 đến 1m45 quay lại cho em, suông dài bao to giãn luôn, bao chất bao giãn luôn. Bao kiểm tra hàng cho em nhá, 08 đi. Nhắm chốt cho em là 08 cho em, 119.000 một quần cho em nha. Đẹp lắm mọi người ạ. 119.000 đồng cho em, chị lên cho em. Ok nhá, 119.000 cho em. Các chị ơi nhớ lên chia sẻ like để không bị ẩn comment giùm em nhá. 08 cho em này. Rồi em có cái quần bông gấu này, nó rẻ tiền hơn một xíu này. À, quần nó vừa tiền hơn này. Mã số tiếp theo lên cho em là quần ôm á. 07 đúng không? Chị Linh Thư lên số điện thoại chị ơi. Linh Thư lên số điện thoại cho em nào. Linh Thư lên số điện thoại nhá. Rồi lên cho em mã số tiếp theo cho em này. Quần đùi là mã số 05 mọi người ạ. Sóc đùi là 05 đúng không? Sóc đùi là 05 nhá, chị nào đặt rồi thì thôi. Sóc đùi là 0569.000, sóc đùi là 05 dùm em, chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Linh Thư lên số điện thoại. Đây quần sóc đùi thì 10 cân đến 45 cân, sóc đùi là mã số là 05 cho em nhá. 69.000 quần sóc đùi nhá. Đó, chị nào đặt rồi thì thôi. Mã số là 0569.000 quần sóc đùi này. Đó, quần sóc đùi là mã số là 0569.000 cho em nhá. Mã số là 0569.000 là quần sóc đùi 10 cân đến 42 cân em có sao. Linh Phượng lên số điện thoại chị ơi. Linh Thư và Chu Phượng lên số điện thoại cho em nhá. Linh Thư lên Chu rồi. Phượng lên số điện thoại cho em đi ạ. Chu Phượng lên số điện thoại này. Chu Phượng lên số điện thoại này. Áo kiểu nhà em không có đâu mọi người, em chỉ bán quần thôi ấy. Linh Thư này, Chu Phượng lên số điện thoại này. Rồi cái này lên cho em này. Chị cái bé 47 cân vừa không em 08 á. 47 cân thì nó vẫn vừa, nhưng mà chỉ cần tầm 1m45 hoặc 1m4 quay lại thôi chị nhá. Đó, lên cho em con này là 05 cho em này. Quần đùi nhá, 69.000 cho em, mã số là 05 cho em nhá. Quần đùi chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi, mã số là 05 cho em, 69.000 cho em này. 10 cân đến 45 cân em có size 05 nhá. Quần ngố bò vừa lên rồi đấy ạ. Đó nhá, chị nào lấy 05 thì chốt là 05 cho em. Quần đùi vừa lên rồi nhá mọi người nhá. Quần đùi là 05 cho em, 69.000.
10 cân đến 45 cân em có sai chất gì co giãn hết luôn á. Quần nhà em đều co giãn hết thế này, không co giãn mặc làm sao được nhá. 05 cho em nhá, quần đùi là 05 cho em. Rồi lên cho em quần một cái quần dài mã khác nha mọi người nhá. Quần dài nữa này, quần dài tiếp này. Lên mã số tiếp theo cho em quần ôm, quần bom gấu nhá. Quần bom gấu lúc nãy là quần suông rồi, bây giờ lên quần bom này. Xét trên tay áo thun phía sau là mã số 22 đúng không? Cái set này là mã số 22 nhá. Cái set này là mã số 22 cho em, set Gucci này này. 15 cân đến 30 cân cho em mã số 22, set Gucci cao cấp, bên trong có quần nhá. Co giãn áo và chân váy đều co giãn hàng Quảng Châu cho em. Này 109.000 cho em set Gucci là mã số 22. Cái set Gucci này cho em là 22 này, mã số là 22, có 109.000 thôi. Áo và chân váy đều co giãn này, chân váy là có quần nha mọi người nhá. Đây có quần trong này, co giãn này, mặc sướng chắc trông nó co giãn rất là thích luôn đấy. Cái này lên là mã số là 22 cho em nhá mọi người. 22 nhá. Mã số 22 cho em này, 109 đi. 15 cân đến 30 cân em có size, con này lên là 22 cho em đi. Mã số 22 mẫu mặc đây nhá. Đây là mẫu mặc mã số 22 này. Đó, đây là mẫu mặc cho em mã số 22 set Gucci này, 109.000 một set. 15 cân đến 30 cân chốt cho em là 22. Set Gucci cao cấp cho em nhá. Mặc đẹp lắm, cái này áo và chân váy đều co giãn hàng Quảng Châu cho em, chất rất là đẹp luôn á. 109.000, bên ngoài bán 199.000. Thề luôn, nói sai mất lộc luôn. Ok nhá, mã số cho em là 22 đi. 109.000, 15 cân đến 30 cân cho em set rồi nha mọi người. Cái này là set rồi cho em nhá. Chị nào là set rồi thì comment cho em mã số là 22 giùm em nha mọi người. 109.000 đồng cho em nhá. Đó, xin cho mẫu mắt đấy nhá. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em là 22 nhá mọi người ơi. 109.000 cho em 22 nhá. Có quần trong á, có quần trong ấy, 15 cân đến 30 cân em có size nhá. Không có áo lẻ, à có áo mọi người. Em có áo nhưng em còn size bé lắm mọi người ạ. Có áo nhưng em còn size rất là bé. Ok, đây là set rồi, chun mềm, mặc dễ mặc cực kỳ luôn. Và có quần trong nên là tha hồ con vui chơi thoải mái mà không hề bị hở hang luôn. Đấy, em cam kết luôn, chất rất là to giãn và rất là đẹp nhé. Có 109.000 một set, tính ra là 55.000 cái áo và 55.000 cái váy nhá. Ui rẻ quá nhờ, 55.000 cái áo, 55.000 cái váy, đúng 109.000 đúng rồi. Mà bình thường áo không là em đang bán 69.000 một cái đó. Một cả set thì rẻ nhờ, 109.000 mã số 22 nhá. Ui bán rẻ quá, số 22. Rồi lên cho em tiếp này, quần dài này. Lên cho em quần dài này, quần dài bom gấu nhá mọi người nhá. Quần dài bom gấu cho em này. Quần dài bom gấu này, quần bom gấu mã số cho em là 07 này. Đây quần bom gấu nhá, quần dài nhưng mà dáng của nó là dáng bo chân nhá. Dáng bo chân cho em này. Đó, cái bo này là nó co giãn và nó rộng nhá mọi người, nó rộng ở cái phần cổ chân nên là không sợ bị bóp lại đâu nhá mọi người nhá. Rồi lên cho em quần bo gấu này, 17 cân đến 37 cân em có size quần bo gấu này. 17 cân đến 37 cân cho em quần bo gấu cho em, mã số cho em là 07 luôn, bán tặng 99.000 một quần nhá. 99.000, lên cho em mã số cho em là 07 cho em này, quần bo gấu nhá. Quần dài đấy mọi người, dáng này là dáng dài nhá, 99.000 đồng cho em quần bo gấu, mã số cho em là 07 cho em nha mọi người ơi. 99.000 đồng cho em, 0707 nhá mọi người. 55.000 áo và 54.000 bánh thì đúng đúng luôn. Đúng luôn. 55.000 là váy là hơi sai đúng không? Là ra trăm mốt rồi. Xét một xét đấy rẻ mà nó đẹp lắm. Em cho cháu nhà em một xét mà nó khen đẹp mãi á, nó cũng mắc mãi luôn á. 07 nha mọi người. 07 cho em này, 17 cân đến 37 cân em có size quần bông gấu, 99.000 một cái nha mọi người nhá. 99.000 cho em 07 này. Đó, cho em là 07 cho em, không lựa hình đâu nhá mọi người. Cái hình này hình ngẫu nhiên cho em này. Đó, hình ngẫu nhiên cho em, chất co giãn bò giấy nhá, nó là bò giấy co giãn cho em. 17 cân đến 37 cân em có size 99.000 một quần, 4 đến 10 tuổi mang vừa cho em nhá. 4 đến 10 tuổi cho em 07 đi, chốt cho em là 07 cho em nha mọi người ơi. Quần dài suông là mã số 08 nhá chị Thư Minh nhá. Quần dài suông là mã số 08 cho em này, Thư Minh nhá. Còn đây là 07 quần bo gấu, bo gấu ở bên dưới này, nó là chun bo gấu á, rất là đẹp nhá. Ok, mã số cho em là 07 cho em bo gấu, 99.000 đồng cho em này. Quần bo gấu 99.000 cho em, mã số là 07 giùm em. 99.000, size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân em có size. Em có váy công chúa chị Kim Thoa Nguyễn nhá, em có váy công chúa đấy. Các chị ơi cố gắng đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em với nhá. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em với mọi người nhá, để được gọi chốt đơn nha mọi người. 99.000, 07, 17 cân đến 37 cân em có size quần bo gấu cho em nha mọi người, quần bo gấu cho em 07 giùm em nha. Quần
bao gấu là 07 nha mọi người nhá, bao gấu là 0799 đi cho em nhá. Xinh quá, chất mềm co giãn cho em bò giấy nha các chị yêu. Nó là dạng bò giấy co giãn rất là nhiều luôn. Chị nào lấy 07 chốt cho em là 07 là ok, có đơn 99 như một quần 17 cân đến 37 cân, 4 đến 10 tuổi mang vừa nhá. Rồi lên quần chip này. Lên quần chip nhật này, hàng cao cấp cho em chip nhật này. Quần chip nhà em đẹp lắm mọi người ơi, nhà em bán đến hàng vạn quần chip rồi ấy mọi người, chất nó là rất là đẹp, quần chip nhật đấy, xuất nhật đấy. Rồi lên quần chip cho em này. Quần chip này bán tặng quần chip này, chia sẻ like nha mọi người. Bán tặng quần chip cao cấp cho em hàng xuất nhật 100% luôn cho em nhé mọi người, 100% cotton cho em hàng xuất nhật này. Các chị nhìn thấy sướng chưa, nó rất là mềm luôn nhé mọi người nhá. À, để đảm bảo sức khỏe cho con thì các chị em bảo nhá, các chị 3 tháng là phải thay đồ lót cho con một lần rồi nha mọi người, đừng có mặc lâu quá mà sinh ra nấm đít các thứ là không tốt cho con nhà mình nha mọi người. Nên là cái quần chip này các chị không được tiếc đâu này, em nói thật luôn, quần áo thì có thể mặc 2-3 năm cũng được nhưng mà quần chip này phải thay liên tục nha mọi người nhá. Hôm nay em bán tặng chip xuất nhật cho các chị nhá. Bình thường bên ngoài đang bán 30-35 nghìn một quần xuất nhật này, nhà em bán tặng này chỉ có, em có size là từ 25 cân đến 45-50 cân cho em quần chip này, bán tặng nha 95 nghìn 5 cái quần chip và 179.000 10 cái quần chip cho em. Tính ra là có 18.000 một cái đấy mọi người. Còn bên ngoài này đang bán tầm 30.000, bán tầm 30 đến 35.000 hàng xuất nhật này nha mọi người, hàng hộp đấy mọi người nhá. Đó, chị nào lấy thì comment cho em này. 5 cái 95.000 cho em và 10 cái là 179.000 cho em nhá. Chip nhật đi. À chip 5 hoặc là chip 10 đi. Nha mọi người nhá. Chip 5 hoặc là chip 10 cho em, nó có rất là nhiều màu và co giãn 4 chiều mặc siêu thích luôn, có đủ size từ 25 cân đến 50 cân cho em. Nha mọi người, lên cho em quần chip 5 hoặc là chip 10 là được nha mọi người nhá. 5 cái 95.000 và 10 cái 179.000 cho em. Đẹp lắm các chị ơi, nó mềm mà 100% cotton không hề pha ni lông. Các chị cứ nhận hàng và kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. Đó, lên cho em chip 5 hoặc là chip 10 nha mọi người nhá. Lên cho em là chip 5 hoặc là chip 10 cho em là ok, có đơn này. Đó, cứ chip 5 hoặc chip 10 là được. 5 cái tặng 95.000 thôi, 10 cái tặng 179.000 là các chị biết là em bán rẻ hơn bao nhiêu rồi đúng không? Bên ngoài bán 30.000 một cái đấy mọi người, 30 đến 35.000 đấy, chứ không có giá mười mấy nghìn một cái đâu nhá mọi người. Em nhập số lượng lớn thì mới có giá rẻ như thế này ấy mọi người nhá. Đó, chip 5 hoặc là chip 10, màu ngẫu nhiên thôi mọi người nhá, vì em nhập thì cũng phải nhập ngẫu nhiên màu á, không được lựa màu ấy, nên mọi người chịu khó là lựa màu ngẫu nhiên cho em nhá. Đó, toàn màu xinh thôi, toàn màu đẹp lắm, màu trẻ con nó đẹp lắm mọi người, màu trẻ con nó xinh lắm mà nó là sao, nó là cái hàng cotton, quan trọng là cái chất nó sướng lắm luôn ấy mọi người, mặc nó mềm co giãn cho em này, nhất là cái phần đùi này thường thường là nó, ví dụ như cái chân bé mà nó to ấy thường là nó bị bó cứng, nhưng mà cái chất nhà em này nó giãn như thế này luôn này, đó nó rất là giãn nhưng mà lại không bay chất đâu nhá, co giãn nhiều nhưng mà không hề bị bay chất, chất nó rất là mịn và đanh chất cho em. 5 cái 95.000, chip 5 hoặc là chip 10 cho em nhé. 5 cái 95.000, 10 cái 179.000, từ 25 cân đến 50 cân em có size nhé. Từ 25 cân đến 50 cân em có size, quần chip cho em mã số là chip 5 hoặc là chip 10 đi. Cứ comment chip 5 hoặc là chip 10 cho em là ok, có đơn nha các chị yêu nhé. Chip 5 hoặc là chip 10 là ok, nhiều màu lắm. Em nay thì mấy dòng khác, khi nào hết khách em nghĩ. Ví dụ như còn tầm 10 người nghĩ. Hết khách nghĩ nhá. Rồi ok, chip 5 hoặc là chip 10 cho em là ok, có đơn nha các chị yêu nhá. Đó, váy công chúa 18 cân có luôn ấy, váy công chúa có luôn ấy. Rồi ok, chip 5 hoặc là chip 10 nha các chị yêu ơi. 5 cái 95.000, 10 cái 179.000 đồng cho em quần chip hàng cao cấp nha mọi người, chip nhật cho em bao kiểm tra hàng thoải mái luôn nha mọi người nhá. Đó, chip 5 hoặc là chip 10 đi ok nha mọi người nhá. Rồi, váy trắng này là mã số mấy á? Váy trắng này là mã số 212 đúng không? Váy trắng này là mã số 12 cho em nhá. Váy trắng này em có size 18 cân đến 22 cân váy theo này. Chị nào đặt rồi thì thôi này, lên lại cho khách cũ, à khách mới này. Váy trắng này em có giá là 99.000 một cái thôi nhá. Mã số là 12 cho em đi nhá. Váy trắng này lên cho em mã số là 12 này. Thấy chị Kim Thoa Nguyễn nhá. Thấy chị Kim Thoa Nguyễn nhá. Thấy chị Kim Thoa Nguyễn. Thấy các chị hết đấy mọi người ơi. Cái máy em đang like thì không thấy comment, nhưng mà em phải đọc thằng cái máy này là có comment. Em thấy hết là mọi người chia sẻ like cho em với nhá. Lên đúng cú pháp là có đơn, thì có nhân viên ngồi sau là nó đang in đơn cho các chị nha mọi người, comment đúng cú pháp cho em là được. Rồi cái này lên là 12 cho em này, 18 cân đến 22 cân cho em với giá là 99.000 một cái thôi nhá. Váy theo 99.000 đồng cho em, mã số cho em là 12 cho em nha mọi người nhá. Mã số cho em là 12 dùm em là ok, có đơn 99.000 đồng cho em nhá. Cái gì đó? Cái gì đấy con dở? 99.000 đồng.
đồng cho em mã số 12, 18 cân. 18 cân đến 22 cân cho em 99.000. 18 cân đến 22 cân 99.000. Mã số cho em là 12, 3 màu này. Nha các chị yêu nhé, mã số là 12 cho em 99.000 này. Rồi lên tiếp cho em váy. Đây, váy hoa này. Váy công chúa này mọi người, váy đi tiệc đây nhá. Váy công chúa này, váy công chúa lệch tai này. Đọc công chúa đêm. Công chúa lệch công chúa lệch vai cho em là mã số 13 này. Có quần suông nhá, em có cả suông ngắn và suông dài nhá. Đây váy công chúa màu đen nhá. Không, không có công chúa màu đen. 12 là chất không coi mềm. Công chúa toàn màu này thôi này. Công chúa không có màu đen đâu. 18 cân mà mặc màu đen trông cũng kinh lắm. Em nói thật luôn á. Em thề luôn, em chưa bao giờ em thấy cái váy công chúa màu đen luôn ấy mọi người. Em thề luôn á. Nếu như màu đen thì nó thường thường pha ở trên cái phần áo là những cái họa tiết nó sáng thì còn nghe được, cái màu đen xì là không tin lắm. Rồi ok, mã số 13 váy công chúa này. Váy công chúa cho em size 17 cân đến 32 cân, em có size váy công chúa này. 17 cân đến 32 cân cho em váy công chúa cao cấp kèm bờm nha mọi người nhá. Bình thường là mua 300 nghìn đúng không? Bây giờ bán tặng 119. 119.000. Mà mã số cho em là 13, 119.000 đồng cho em mã số này lên cho em là 13 váy công chúa nha mọi người. Công chúa cao cấp cho em, chất liệu của nó là tơ tính nhá. Hàng tơ tính có lót bên trong này. Cái này em còn không thèm là luôn ấy, các chị về giặt một cái là nó thẳng tưng luôn. Rất là đẹp luôn, không nhăn không nhầu cho em, rất là mềm. Váy lệch vai cho em size 17 cân đến 32 cân cho em mã số 13 cho em 119.000. 119.000 kèm một cái bờm này này. Lên cho em mã số này là 13 cho em màu đỏ này. 13 lên cho em màu hồng này. 13 lên cho em màu kem này. 119.000 nhá. 13 lên cho em màu trắng này. 119.000 một set nha mọi người nhá. Một váy 119.000 kèm bờm nha mọi người. Nó kèm cái bờm ngọc này. Đó, kèm cái bờm ngọc cho em rất là xinh luôn. Chị nào lấy 13 chốt cho em là 13 nha các chị nhá. 119.000 cho em 13 nha mọi người nhá. Quần suông dài lên rồi mà nhà quần suông dài có không tại không có chít đùi, em hết mất chít đùi rồi. Váy 32 cân giờ em lên nhá. Có quần bò mà, hôm nào cũng có quần bò đấy. Ok, là số 13 nha các chị nha. Váy công chúa cho em 119.000 nha mọi người. Quần bò em có, hôm nào bán quần bò mà. Quần bò nhà em là đỉnh của chóp luôn á. Quần bò suông dài đây là 08 nha. Suông dài là 08, chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Vì là thi thoảng là em hay lên lại đấy. Nên là các chị đặt rồi thì thôi, nhớ mã mình đặt là được. Ok, cái này đây là 08, quần suông dài này. 18 cân đến 45 cân cho em suông dài này. 17 cân đến 45 cân quần suông dài cho em nhá. Công chúa em có mình màu đỏ thôi các chị, tại vì bây giờ nóng nên là em cũng không làm công chúa nhiều đâu. Thế đấy à. Mã số tiếp theo cho em này. Mã số này là 08, quần suông dài. Mã số 08 cho em nhá. Size 17 cân đến 45 cân cho em suông dài có 119.000 thôi. Mã số là 08 cho em nhá. 08 cho em này. Đó, lên suông dài cho em là 08 giùm em nhá. Đó, quần suông dài cho em mã số lên là 08 giúp em, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 08, chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người nhá. Đặt rồi thì thôi. Rồi 08 cho em là có đơn này. Đó, 08 cho em suông dài hàng cao cấp co giãn 4 chiều. Co giãn 4 chiều cho em nhá. Co giãn 4 chiều cho em này. Nó rất là xinh, nó mềm lắm, hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Quần suông dài 08 giùm em nhá. Quần suông dài là mã số 08 cho em với giá là 119.000 một quần. 119.000 đồng cho em suông dài là mã số 08 cho em nhá. 119.000 đồng cho em. 119.000 suông dài nha mọi người. 08. Chị nào đặt rồi thì thôi nha mọi người. 08 cho những chị mà chưa đặt đấy nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với nhá. 08 119.000, 18 cân đến 45 cân nhá. 18 cân đến 45 cân, 1m1 đến 1m45 qua lại cho em này. 1m1 đến 1m45 cho em quay lại nhá. Chắc rất là mềm, ở bên ngoài màu nó đậm hơn và đẹp hơn á. Em nói thật luôn á. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. 08 cho em nha mọi người nha. Chị nào lấy 08 trước cho em là 08 119.000. Đặt rồi thì thôi, không phải có bên lại đâu nhá. Đó, 08 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 08 suông dài. Rồi váy hoa này. Đây lên cho em váy hoa. Váy hoa này. Lên váy hoa này. Mã số tiếp theo cho em váy hoa nơ này. Hoa buộc nơ này. Xinh lắm, váy hoa rất là đẹp. Chuẩn bị đi du lịch mặc cái váy này đẹp cực kỳ luôn ấy. Đây này, chuẩn bị 30 tháng 4 các chị cho con đi chơi mặc đẹp cực kỳ luôn. Mã số tiếp theo lên cho em là 14 này. Lên cho em con này, mã số cho em là 14 cho em váy hoa cao cấp cho em nhá. Váy hoa cao cấp cho em này. Chất liệu là thô boy nhá.
size cho bé là 18 cân đến 38 cân em có size. Ở phần eo này là em có chun rất là mềm nhá, có chun rất là mềm luôn. Mã số cho em là 14 đi. Mã số cho em là 14 cho em váy hoa cao cấp cho em bán tặng với giá là 99.000 một cái cho em nhá. 99.000 cho em mã số lên cho em là 14, 99.000 nhá. Em có màu hồng, hoa hồng này. 14 cho em hoa vàng này, cổ nơ liền nha mọi người nhá. Và 14 cho em màu đỏ này, bé nào trắng mặc cái màu đỏ này đẹp lắm. Mã số 14 cho em nhá mọi người nhá. 14 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Mã số 14 cho em nhá. 08 rồi. Nguyễn Thị Ý là ok, Vũ Quyên có rồi, Hoàng Lan có rồi. Em đổi 08 lại 37 ký ok mi Trần này. Các chị yếu lên đúng cân nặng đi nhá mọi người, vì ngày mai còn có nhân viên gọi chốt đơn ấy. Ngày mai còn có nhân viên gọi chốt đơn nên mọi người yên tâm nhá. Cái này lên cho em mã số là 14 cho em nhá mọi người. Mã số 14 cho em với giá là 99.000 đồng cho em size 18 cân đến 38 cân em có size này. Đó, 18 cân đến 38 cân, mã số cho em là 14 váy hoa 99.000 đồng nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em nhá. 14 cho em màu đỏ này. 14 cho em màu trắng, màu hồng này. Và 14 lên cho em là màu hoa vàng này. Đó, màu hoa vàng cho em mã số cho em là 14 giùm em nha mọi người nhá. 14 giùm em nhá các chị yêu nhá. 99.000 cho em. Rồi, 14 cho em này. À, quần váy là mã số 0 váy nhá. Quần váy là 06 à? Cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi chứ. Rồi lên cho em quần váy là 04 nhá. Quần váy em cũng lên rồi đấy. Quần váy cho em mã số là 04 này. Quần váy cho em mã số là 04 cho em này. À, 04 này. À, set Gucci là mã số 22 chị ạ. Set Gucci là mã số 22, 109.000. Rồi lên cho em quần váy này, mã số 04 này. À, quần váy cao cấp cho em mã số là 04, siêu co bán luôn, hàng 180-200 em bán hàng. Thúy là lấy mã 22 đúng không? Hàng Thúy là lấy mã số 22 à? Rồi nha. Hàng Thúy là lấy mã số 22 à? Rồi cái này lên cho em là 06 quần váy này. 79.000 một cái nhá. 79.000 một cái cho em 06 này. Và mã số cho em là 06, 79.000 quần váy này. 14 cho chị Bảy này. Thảo Ly có này. Xét Gucci là mã số 22 nhá chị Thanh Lương nhá. Chị Hằng Thúy là lấy mã số 22 có đúng không? Chị comment lại đi. 02 là không đúng á. Váy công chúa 8 đến 10 con em không có rồi. Bảo Ngọc Nguyễn có 14 rồi. Ok, cái này lên cho em 06 nha mọi người nhá. Quần váy cho em mã số là 06 cho em với giá là 79.000, 79.000 nhá. 79.000, 15 cân đến 42 cân em có size. 15 cân đến 42 cân em có size 06. Quần váy bên trong em có quần này. Bên trong là một cái quần nhá. Bên ngoài lớp váy rất là sang và lịch sự luôn ấy. Rất là sang và lịch sự luôn. Mã số cho em là 06 cho em. 79.000 nha mọi người nhá. 06, 79.000 cho em. Cấu Trúc có 104 rồi. Ok, Kim Thoa Nguyễn có 14 rồi. Ok nhá. Rồi cái này lên là 06 cho em nhá mọi người nhá. Một cái quần ngố và một cái quần váy này. Hồng Huynh ok này. Hoàng Lan có 06 rồi, hai cái này. Ok mọi người này, chốt cho em là 06 quần váy cho em là ok có đơn nha. 06 cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Chốt cho em là 06 cho em bên mặt sau này, mặt trước này. Đó, chị nào lấy 06 chốt cho em là 06 nha mọi người nhá. Quần váy 79.000, 15 cân đến 40 cân cho em mã số là 06 đi. Rồi lên cho em một cái váy sọc này nhá. Chị sẽ like cho em với.
số 12 chị ạ. Lần trắng theo này là mã số 12 nhá. Đây, đầm trắng theo này là mã số 12 này. Mã số 12 đầm trắng theo này. À, size đầm trắng này chắc là hết màu trắng rồi mọi người, còn màu hồng với màu vàng này. Mã số 12 cho em size từ 18 đến 22 cân cho em mã số 12 với giá là 99.000 cho em con này mã số là 12 này. Đó, lên cho em màu hoa thêu nhá mọi người, màu vàng với màu hồng chắc là màu trắng hết rồi. 18 cân đến 22 cân cho em mã số là 12 cho em 99.000 nhá. 99.000 cho em mã số là 12 cho em đi. 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 99.000 nha mọi người. 99.000 đồng cho em mã số cho em là 12 giùm em nhá. 99.000 đồng. Chị 99.000 mã số 12 cho em nhé. 18 cân đến 22 cân cho em 99.000 đồng này. Đó, chị nào lấy 12 chốt cho em là 12 đi mọi người nhé. Mã số tiếp theo này. À, quần suông là mã số mấy em? Suông ngố ấy. Rồi suông ngố là 04 này. Suông ngố lên cho em là 04 này. Đây. Quần suông ngố cho em mã số là 04 dùm em nhé. Size cho bé là từ 15 cân đến 40 cân, em có size 04 dùm em này. 04 nhá, 79.000 một cái quần suông ngố cho em 04 này. Chất rất là mềm luôn. Chất rất là mềm luôn cho em mã số này lên là 04 nhá mọi người. Đó, cho em quần suông ngố mang tới đầu gối nắng rộng cho em nhá, 04 cho em đi. Chị nào lấy 04 chốt em là 04 cho em nha. À, 79.000 cho em 04 nhá mọi người nhá. Cái hồng sau lưng rồi đợi em xíu nhá. Bé nhà em 25 cân, còn cái nào 25 cân không kìa? Đấy, mã số 12 ấy. Còn không? Còn 25 cân đấy, chị lên mã số kèm cân nặng đi, em chốt dự bị cho chị nhá. Chị Bích Thảo này, chị gì đấy? Chị Như Thảo này. À không, không, nhầm. Chị Ngọc Diệp này, còn 25 cân đấy, mã số 12 ấy. À, chị lên mã số đi. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại đi, ngày mai tìm được em chốt đơn cho nhá. À, chị gì nhỉ? Anh Linh Phan có 12 ok này. Cái này lên cho em quần suông là mã số là 04 nhá, quần suông nghe là mã số 04, 79.000. 79.000 04 này, size cho bé là từ 15 cân đến 40 cân, em có size 04 quần suông ngố nhá. 79.000 một cái suông ngố chất rất là mềm. À, bộ nhà em còn nhưng mà còn size bé lắm. Còn size của đến 25 cân thôi. Bé nhà chị bao nhiêu cân ạ? À? Chị Xuân, chị Linh Sơn sao chung ngọt. 04 này. Đầm hồng sau lưng em có 29 ký đấy, đầm hồng là mã số 09 á. Nha. Số ok nhá. Cái này lên cho em này, mã số là 04 cho em này. Cứ chốt cho em đúng mã số là được, vì em cứ phải cầm điện thoại em đọc comment ấy, nó lâu ấy. Nhá, 04 cho em nhá, 69 gì đi. Ok nhá, 04 giùm em nhá mọi người. 69.000 15 cân đến 40 cân, em có size 3 đến 15 tuổi mang vừa. 3 đến 15 tuổi em có size 04 cho em, không lựa kiểu nhá. Nhớ là không lựa kiểu giùm em, 69.000 nha mọi người nhá. Không lựa kiểu giùm em, 69.000 đồng cho em này, 04 cho em là có đơn nhá mọi người. Mã số lên là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok. Cho đơn 04 nhá, đi đơn 2 sản phẩm thì lên cho em rồi nhá. 04 giùm em nhá mọi người. Số ok lên đằng sau lưng này. Đầm sau lưng là 09 à, lên rồi á. Đầm công chúa 9 cân em không có. Đây, cái này lên cho em mã số là 09. Đầm khoét lưng hình tim này. Đây, phải giấu cái này đi, mới ra cái hình khoét lưng này. Đó, xinh chưa, cái váy này xinh cùng. Váy này xinh lắm. Cái này lên cho em mã số là 09 nha, em lên rồi đấy. Mã số 09 cho em hình khoét lưng nhá. Váy khoét lưng đây là mặt sau này. Size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân cho em. 15 cân nhưng mà phải 4 tuổi trở lên nhá mọi người nhá. 15 cân, 15, 17 cân, 4 tuổi trở lên đến tầm 30 cân cho em, 9 tuổi quay lại cho em này. Tầm 1m35 quay lại cho em. Size từ bán tặng 99.000 09, bán tặng 99.000 cho em váy hoa phết lưng nhá, 99.000 cho em váy hoa phết lưng là 09 này. Xuống ngủ cho phụ thì gì rồi ok nhá mọi người, nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em với nhá mọi người ơi. Chốt đơn từ 2 sản phẩm trở lên, đơn trên 100.000 đồng giúp em nha các tình yêu nhá. À, nên mọi người lưu ý nha mọi người nhá, không có lại đặt đơn lẻ một cái lại không được gọi chốt đơn nha mọi người. Set quần có, set áo quần không có hết nữa rồi chị ạ. Hôm nay em hết sạch cả set luôn á. Rồi ok nha, chị nào lấy thì chốt cho em là 04 dùm em nhá mọi người nhá. À quên, 09 cho em này. Đây tí này tặng cả áo sơ mi này. Cuối like tặng áo sơ mi cho các chị. Ok nha, chị nào lấy thì chốt cho em là 09 15 cân đến 30 cân, 4 đến 8, 9 tuổi quay lại cho em nhá. 09 cho em, con này lên là 09 cho em.
từ cái này phải từ 1m1 trở lên đến tầm khoảng 1m35, 1m4 quay lại nhé mọi người nhé. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em là 0999 nghìn máy khoét lưng nhé, máy khoét lưng cho em xét quần. À đây có cái máy này xin xin xuất sắc luôn này, mã số tiếp 25 này, mã số 25 này, váy hoa ngực này, mã số 25 cho em này, váy hoa ngực nhá. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 20 cân cho em, mã số 25 đúng không? 25 tặng 89 nghìn một cái luôn này. Mã số 25 tặng 89 nghìn cho em luôn này. 15 cân đến 20 cân cho em mã số 25 đi. Hoàng Lan 09, Như Thảo 09 rồi, Lê Ngọc Diệp 09 rồi, ok. Rồi cái này lên cho em mã số là 25 đi các chị. Cái này lên cho em mã số là 25, 99 nghìn nha mọi người. Hoàng Thùy lên số điện thoại chị ơi. Hoàng Thùy lên số điện thoại cho em rồi ạ. Hoàng Thùy lên số điện thoại cho em rồi. Đây mã số 25 có 89 nghìn hoa liền nha mọi người. Cái hoa này liền em còn có mình size bé nên thôi sale luôn á. 15 cân đến 20 cân, 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em nhá. Mã số lên là 25, 89 nghìn một cái, chất túi tơ này. Đẹp lắm. Cái này hôm trước có size to bán ầm ầm luôn ấy, bây giờ còn trần lại đúng size bé luôn. 15 cân đến 20 cân cho em chỉ 89 nghìn thôi nhá. 89 nghìn xe luôn. Mã số cho em là 25 giúp em nhá. Hoàng Thùy lên số thoại đúng không? Hoàng Thùy lên số thoại, mọi người lưu ý đi đơn hai sản phẩm chỉ lên cho em với mọi người nhá. Đó, mã số lên là 25 cho em 89 nghìn đồng nha mọi người. 89 nghìn cho em, mã số lên là 25 đi. Tức thật là cứ phải cầm cái máy này đọc comment này. Đấy thích size nhỏ, đấy thích thì size nhỏ không. Rồi ok nhá. Hoàng Thủy chứ, lên số thoại đi chị. Ok nha, cái này lên mã số 25 cân đâu các chị ạ, nghe cho rõ chứ hả? Không có 25 cân đâu, em chỉ còn size 20 cân thôi mọi người ơi. Chỉ còn size 20 cân thôi nhá. 15 cân đến 20 cân cho em, 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em với giá là 89 nghìn một cái nha mọi người. 89 nghìn cho em, mã số là 25 dùm em nhá. 89 nghìn mã số là 25 dùm em nha mọi người. Kim Thoa Nguyễn em thấy rồi nhá. Kim Thoa Nguyễn em thấy rồi. Rồi không có 25 cân đâu. Không có 25 cân đâu. Chỉ có size 15, 20 cân thôi nhá. 89 nghìn cho em nhá. 89 nghìn đồng cho em. Rồi mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo này. Mọi người chia sẻ like đi mọi người. Đây cái set này em còn ít hơn sale luôn này. Set set zip này, set bond, cái này là body nhá mọi người. Lên cho em này, size gì đây? Rồi lên cho em set này size 15 cân đến 25 cân này. Set đỉnh của chóp luôn đấy. Cái set này mặc nó chảnh chó lắm các chị ạ. Tự nhiên chị ảnh nó đi đâu ấy nhỉ. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số 26 à. Mã số 26 dùm em nhé. Mã số 26 em có size 15 cân đến 25 cân cho em set body. Chất liệu của nó là cotton body ấy. Set này bán tặng cho em với giá là 109 nghìn một set thôi nhá. Còn có mấy set thôi. Em còn có mấy set hàng cao cấp thôi, 109 nghìn, chất nó đẹp lắm. Cái này là chất body mặc kiểu như thế này luôn này. Mẫu nhà em mặc đây này. Đó 109 nghìn, mã số lên là 26 cho em nhá. 15 cân đến 25 cân cho em này. Cái này áo của nó là mặc dạng crop top, chân váy là phải dáng cặp cao nhé mọi người nhá. Đấy chân váy cầm ga mặc hệt như mẫu luôn nhé, em mẫu mặc đây này. Đó các chị này, đó cái này là nó sẽ đùi này, rất là xinh luôn nhé mọi người nhá, rất là xinh. Em có màu hồng và màu xanh này, có màu hồng và màu xanh đây. Mã số lên cho em là 26 nhé mọi người. Mã số lên cho em là 26 cho em với giá là 109 nghìn một set, size 15 cân đến 25 cân em có size nhá. 26 ạ, lên cho em là 26 kèm cân nặng ở kèm số điện thoại cho em. Được lựa màu đấy, lên màu đi nhá. Được lựa màu, các chị lên màu cho em, mã số là 26 cho em 109 nghìn đồng cho em nhé mọi người. Bình thường em bán 180 nghìn nhá. Nhá 26 thôi em nhá, chị nào lấy 26 chốt cho em là 26 nhá mọi người nhá. Có đầm trắng không? Đầm trắng nhưng mà còn size à, hết rồi chị, em hết đầm trắng không? À có nhưng mà còn size bé lắm. Ok nhá, 26 thôi em nhá. Chị nào lấy 26 chốt cho em 26 nhá mọi người nhá. Váy suông 32 cân em không còn chị ạ. Em không còn nha mọi người. 26 cho em 109 nghìn đồng nha mọi người nhá. 15 cân đến 25 cân em có size nhá. Đó, mã số 26 cho em này. Váy suông em không còn đấy. Mã số tiếp này lên 27 cho em. Cái này còn size bé thôi này. Cái này em còn size bé thôi. Mã số 27 cho em này. Đây size gì đây? Mã số 27 cho em này. Size cho bé là từ 17 đến 20 cân cho em này. 17 đến 20 cân cho em, mã số 27 cho em, bán tặng 89 nghìn luôn nhá. 89 nghìn cho em váy hở lưng, váy buộc nơ lưng này, buộc nơ lưng mã số 27 cho em đi. Lên cho em con này mã số là 27 giúp em nhá. 79 nghìn, à 89 nghìn, 89 nghìn, 17 cân đến 20 cân em có size nhá mọi người. Đó, màu hồng, màu vàng, màu trắng này.
17 cân đến 20 cân cho em 4 đến 6 tuổi mang vừa. Ở phần sau này có một cái dây thắt lưng này và có một cái dây buộc nơ lưng này. 17 cân đến 20 21 cân quay đầu cho em. Mã số lên cho em là 27 giùm em, 89.000 một cái nhá. Trắng vàng hồng cho em 89.000, mã số lên là 27 giùm em đi mọi người. 89.000 nâu người có trước là liền nha mọi người nhá. À sơ mi rồi ok. À, 3 tuổi có đầm, 3 tuổi 15 cân đó, cái này lúc nãy em vừa đọc 3 tuổi 15 cân mang được đó. 26 cho chị Lê này. 25 cân đầm trắng không có. Cái này đầm trắng này chắc hết 25 cân rồi. Rồi cái này lên mã số 27 cho em nhá. Không còn. Cái này thì còn size 17 cân đến 20 cân thôi mọi người. Kịch kim là lên 21 cân thôi nhá. Đó mã số 27 cho em. Cái này chất liệu của nó là chất là đuổi gân ấy. Nó là đuổi rất là đẹp bên ngoài, chất nó đẹp lắm. Ô ô này. Rất là đẹp luôn. Đó nhá. 89.000 một cái thôi, 17 cân đến 21 cân em có size cho người 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em cái này. 4 đến 6 tuổi cho em mã số lên là 27 89.000 màu vàng này. 27 cho em màu hồng này. Và 27 lên cho em màu trắng này, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 cho em mã số lên là 27 giùm em nha các chị yêu nhá. 89.000 cho em. Đó, chốt cho em là 27 là ok nha mọi người. 27 cho em nha. Đấy, chị nào mới có một sản phẩm thì quần bò giả váy là mã số 06. Đúng không? Quần váy là 06 nha chị. Quần váy là 06 cho em với giá là 79.000, 15 cân đến 42 cân em có size 06 này, 79.000 cho em nhá. Chị nào mới có một sản phẩm muốn lên cái gì thì comment giúp em để em lên để cho các chị đi đơn hai sản phẩm nhá. Không có một sản phẩm dưới 100.000 là nhà em không có gọi đâu đấy mọi người. Nhá. 27 cho Tú Anh Trần là ok nhá. Sơn sao cho ngọt 17 đến 20 cân mà nhìn nó bự thế ha. Đúng là nhìn trên live em đứng gần đấy. 17 cân từ 4 tuổi trở lên nhá. 17 cân em đọc từ 4 đến 6 tuổi đó nhá. 4 đến 6 tuổi đấy. 17 cân là từ 4 tuổi rồi. Nhá. Ở bên ngoài thì trông nó bình thường mà. Váy thì phải mặc đến gối chứ, mặc đến đầu gối ấy. Nhá, cái này lên cho em là 06 chị nào chút rồi thì thôi nhá. 06 nhá mọi người nhá. Chân váy bỏ quần váy là 06 cho em với giá là 79.000, 15 cân đến 42 cân nhá. 15 cân đến 42 cân chân váy bò 06 79.000 cho em nha. 06 79.000 cho em này. 06 79.000 cho em nhá. Rồi chị nào lấy 06 chốt cho em là 06 nhá, lên mã sơ mi này. À áo phông đây, có áo phông ngẫu nhiên đây mọi người này. Áo phông ngẫu nhiên này. Em lên áo phông ngẫu nhiên cho em này. Áo phông ngẫu nhiên cuối
có size 13 cân đến 23 cân cho em áo sơ mi chọn ngẫu nhiên bán tặng này, 45.000 cái nhá. Áo sơ mi bán tặng mã cuối cho em 45.000, 13 cân đến 23 cân em có size áo sơ mi chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em nhá. Tặng mã hàng cuối cùng em lên này, sơ mi mã số là 28 dùm em nhé mọi người. 13 cân đến 23 cân. 13 cân đến 23 cân cho em, mã số lên cho em là 28 nhá. 28 áo à 29, 29 áo sơ mi nhá. 29 áo sơ mi cho em. 29 áo sơ mi cho em nhé mọi người nhá. Quần xuống 08 cho Hồng Vân rồi Yến Trang 06 thôi. Có váy 40 cân không hết mất rồi. Rồi ok, cái này lên mã số 28 cho em nhé mọi người. Mã 29, 29 áo sơ mi là 29 nhá. Áo sơ mi là mã số 29, 13 cân đến 23 cân chọn ngẫu nhiên sơ mi thêu nha mọi người. Cái này toàn là hàng thêu hết. Cái giá của nó là giá baby doll không cần sơ vin nha mọi người. Giá này không cần sơ vin luôn ấy. Dáng suông mặc ngắn ngắn một xíu rất là đẹp luôn. Mã số cho em là 29 cho em 45.000 một áo thôi nhá. 45.000 đồng cho em mã số 29 này. Áo size 13 cân đến 23 cân cho em nhá mọi người nhá. Từ 3 tuổi trở lên là mang được rồi, 3 4 tuổi trở lên nhá. 4 tuổi trở lên đấy. 4 tuổi trở lên, 4 đến 6 tuổi cho em nhá mọi người nhá. 4 đến 6 tuổi cho em. Chị đã lấy chốt cho em là 29 nhá. 29 áo sơ mi 45.000. Mã số 29 áo sơ mi 45.000 đồng cho em. Nhá, không lượn màu đâu, tặng 45.000 cho em sơ mi nhá mọi người nhá, không lượn màu đâu các chị ơi nha mọi người nhá, tặng 45.000 không lượn màu không lượn kiểu nhá, tặng 45.000 không lượn màu không lượn kiểu giùm em. Mã số là 29 cho em nhá mọi người nhá, 29 cho em 69 à 49 nghe 45.000, 45.000, 45.000 không lượn màu và không lượn kiểu nữa mọi người nhá. 45.000 cho em sơ mi này 29 nhá. Mã số 29 cho em đầm gì nhá, đầm von à, đầm von nhà em, đầm von chỉ có đầm chấm bi đấy thôi. Set 22 20 cân hùng fan ok này. Ok này. Mọi người nha, mã số 29 áo sơ mi cho em 45.000 cái. Chị nào có đơn rồi thì nhận giúp em nhá. Chị nào có đơn rồi thì nhận áo này cho em, chỉ đơn mà ví dụ như đặt một cái này là không ổn, là không được gọi đâu nhá. Đó, lên cân nặng đi, mã số 29, 45.000 cái thôi mọi người, 45.000 bán tương tác thôi mọi người nhá, cuối live bán tương tác tặng khách thôi nhá, tặng khách cho em 45.000 một cái cho em, mã số lên là 29 cho em 45.000 nha mọi người, 45.000 cái, 13 cân đến 23 cân cho em 4 đến 6 tuổi mang được nhá. Đơn của chị Quyên Ali đi rồi chị ơi, đơn của chị Quyên Ali đi rồi, Quyên Ali đi rồi nhá, đi rồi đấy. À em có cái set này sai gì đấy, cái set này gần hết rồi em tặng luôn này. 15 cân này, 15-17 cân cho em tầm 3-4 tuổi nhá mọi người. Cái này lên cho em mã số 30 này, set Burberry cho em nhá mọi người nhá. Burberry này, 89.000 một set luôn nhá, 89.000 hàng cao cấp, tặng 89.000 luôn cho em, chất đẹp lắm. 89.000 mã số lên là 30 cho em này. 15 cân đến 17 cân nhưng mà 3-4 tuổi thôi nhá, 3-4 tuổi thôi. Con gái nhà em mặc set này đẹp cực, con gái mặc nhẹ nhẹ mặc xinh lắm mà chất nó đẹp lắm mọi người nhá. Hàng Quảng Châu cho em, bên trong có quần này, bên trong có quần này, đó có quần nhá, trên váy Burberry có quần, mã số lên là 30 đi. 15 cân đến 17 cân, 3-4 tuổi mang vừa set này cho em. Mã số cho em là 30 nhá, 30 này. 89.000 một set thôi. Mã số 30 89.000 cho em. 30 89.000 cho em nhá mọi người nhá. Set xinh của con gái nhà em hôm qua sang đây mặc đẹp lắm. Chất nó đẹp lắm, áo thấm hút mồ hôi, chân váy rất là mềm, có quần trong. 3-4 tuổi mang vừa nhá mọi người. 3-4 tuổi mang vừa cho em. 15 cân đến 17 cân thôi ạ. Em còn có mấy set thôi. Mã số 30 nhá, 89.000 một set nhá, 89.000 đồng cho em, mã số lên là 30 dùm em nhá. Là 30 kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 30 89.000 rồi lên cho em này. Váy này rồi, cái này lên cho em này, 25-27 cân cho em mã số 10 này, 79.000 đồng cho em. Rồi lên cho em con này mã số 10 này, 10-79.000 đồng cho em này. Đây, lên cho em con tay bồng mã số 10 nhá, 27 cân cho em, 27 cân cho em mã số 10 này. Có đúng 27 cân đúng không em? Rồi 27 cân cho em này, mã số 10 cho em, 79.000 tay bồng cho em này, mã số 10 dùm em. Mã số 10 cho em 79.000 một cái nhá, tay bồng cao cấp cho em rất là đẹp, em có 3-4 cái.
mãi mọi người. 79.000 bán tặng cho em váy sồng cao cấp tay bồng này. Đó, mã số 10 cho em nhá, yêu chị lông xanh dương cho chị đấy. Có mã xanh cốm và xanh dương nhá, có xanh cốm và xanh dương cho em. 2 cái 16 cân. Có 2 cái 16 cân nhá mọi người ạ. Còn còn 2 cái, còn đâu? Có 2 cái 17 cân vào, còn đâu là size 27 cân nhá. Không lượn màu đâu, 79.000 cái mã số 10 cho em này. 17 cân và 27 cân cho em nhá. 17 cân và 27 cân cho em, mã số cho em là 10, cho em có 79.000 thôi, màu xanh dương và xanh cốm nhưng mà không lượn màu đâu. Em có đúng 5-6 cái cho em tặng 79.000 cái tay bồng này. Đấy, các chị mà theo dõi là biết em bán cái váy này là bao nhiêu, 149.000 đó. Chất nó mềm lắm mà co bạn rất là thích luôn ấy. Chất này nó thích lắm, chất đẹp lắm. Mã số này là 10 cho em, 79.000 một cái nhá. 17 cân và 27 cân em có size nhá. 17 cân và 27 cân em có size. Đó, chị nào lấy 10 thì chốt cho em là 10 nha mọi người nhá. Chất nó xinh cực, 27 cân và 17 cân nhá mọi người, đúng đúng cái size đấy đấy nhá. Đó, chị nào lấy 10 thì chốt cho em là 10 cái hết cho em đi đây. Tiếp theo này. Rồi lên tiếp em.
số 6 này. Rồi một cái 20 cân à? 18 cân. Một cái 17, một cái 15 cân, 15 17 cân và một cái số 9 là size 25 cân à? Một cái 17 cân và một cái 25 cân váy hoa này. 69.000, cái này là 69.000, cái này hàng cao cấp rồi. Rồi ok nhá, váy hoa bèo cho em này 69.000, một cái 17 cân và một cái 25 cân cho em nhá. 17 cân và 25 cân em có size này, 17 cân này và size 25 cân. Cái này tặng này bao nhiêu nhỉ? 69.000 một cái nhá, váy hoa mã số lên là 33 đi mọi người nhá. 33, cái này chỉ cần giặt một cái là nó phẳng phiu luôn. Có hai cái thôi, em có hai cái thôi nhá. Mã số 33, 69.000 đồng váy cổ bèo nhá. 15 đến 17 cân này, 4 đến 5 tuổi và size 25 cân cho em. 25 cân thì tầm 7 8 tuổi, 7 tuổi, 6 7 tuổi. Còn một cái quần khuôn màu đen này, số 34 này, duy nhất một cái quần khuôn màu đen này, 15 cân đến 18 cân này, 18 cân cho em còn một cái khuôn màu đen này, 18 cân tầm 5 tuổi này, 4 đến 5 tuổi cho em quần khuôn màu đen em tặng các chị luôn này, 60.000 một cái luôn nhá, có một duy nhất một cái màu đen tự nhiên nó chật ra cái màu đen ấy, là số 34 này đúng không? Quần khuôn đen là số 34 này. Mã số 34 cho em này, 69.000 đúng không em? 34 69.000 đồng cho em này. Đó nhá. Đây đây là mã số 34 69.000, có một cái thôi nhá mọi người ơi. Hàng lẻ size lên cân nặng đi. 34 size 18 cân, còn một cái duy nhất màu đen á 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 cho em mã số lên là 34 cho em. 34 cho chị Hương Phan hết. Hương Phan có 34 này. Lên tiếp cho em mã số tiếp theo. Em lên hàng lẻ size lên lên nhanh thì có 1 2 cái thôi mọi người. 35 này. Mã số 35 này. Hết 35 30 cân này. Mã số 35 30 cân cho em này. Đó, mã số 35. 35 30 cân 69.000 luôn này. 35 nhá. Mã số 35 cho em này, 30 cân 69.000 cho em này. Đó, váy cổ vuông này, mã số 35 đi. 30 cân 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 35, mã số 35 này. Nhá, cái này lên chốt cho em là mã số là 35 cho em nhá. 69.000 cho em này. 30 cân chân váy này size 20 cân này. Đấy, chân váy này lên cho em 20 cân này. Đấy, chân váy này. Chân váy cho em 20 cân, chân váy có quần lên 6 này. Chân váy này. Đấy, 36 này. Đấy, chân váy 20 cân cho em này. Nha, chân váy tầng 20 cân cho em này. 40.000 nhá. Chân váy mã số 36 40.000. Đấy, lên chân váy cho em mã số 36 này, 40.000 đồng cho em nhá. 40.000 đồng cho em này. Đó, chân váy lên cho em 36 20 cân nhá, 20 22 cân này. 20 25 cân nhá, 20 25 cân cho em 40.000 một cái, chân váy em có 3 cái thôi nhá. Chân váy mã số lên là 36 cho em chân váy xếp ly này. Nhá, chân váy xếp ly này, 40.000 cái. Chân váy xếp ly 40.000 cái này. Chân váy tầng cho em này, 30 cân đến 35 cân này. Đấy, chân váy tầng cho em 30 cân đến 35 cân này. Nhá, đây. Đây, chân váy tầng, chân váy ven, chân váy vuông này. Đấy, chân váy này lên cho em này, 37 nhá. 37 này, 30 cân đến 40 cân này. Đó, 30 cân đến 40 cân, màu nâu, màu đen nhá, không lựa màu nhá. Nâu đen này em còn mấy cái tặng luôn này. 59.000 một cái luôn này, 59.000 một cái cho em. 59.000, mã số lên là 37 cho em 59.000 nhá mọi người nhá. 34 35 36 hết rồi, mỗi thứ có một cái thôi. Chị Hương Minh một cái con 2 cân này. Chị nào đọc được là được đấy mọi người nhá, được đọc là được đấy. 37 cho em, 59.000 một cái này, size 30 đến 40 cân cho em nhá. Mọi người, đen là nâu nhưng không lựa màu đâu nhá. Đó, có 3 cái thôi. 37 cho em nhá. 59.000. Hết rồi. Like nhá mọi người nhá. Rồi hết rồi, thôi em nghỉ like nhá mọi người. Hết hàng lẻ size rồi mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em tối nay nhá. Cảm ơn các chị nha, bye bye mọi người nha. Cảm ơn các chị nha, em xin phép tắt like nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá mọi người nhá. Ngày mai mọi người nhớ để ý điện thoại giúp em nha mọi người nhá. Rồi thôi em nghỉ đây, bye bye mọi người. Em tắt nha mọi người nhá, bye bye các chị.
Thank you.
Thank you.
tay không? Có chứ, có dài tay chứ chị. Mọi người ơi, chấm bài lên đi mọi người ơi, tương tác lên đi giúp em nào. Mỗi chị đang xem live cho em xin một lượt chấm bài lên nhá. Rồi mọi người ơi, chấm bài lên giúp em. Các chị ơi, mọi người thấy em nói chưa ạ? À, và chấm bài lên giúp em với nhá mọi người nhá. Hello Út Mười, hello Quỳnh Hoàng, hello Hòa Tâm này, hello các chị này. Mỗi chị đang xem live thì cho em xin chấm bài lên đi. Chấm bài tương tác lên giúp em nhá. Em ơi, cái biết cái này có sai gì ạ? Chị chấm bài lên cho em nè. Mỗi chị đã xem like chấm bài lên đi để bà lại sang sale đầu like rồi các bác ơi. Cái này chắc còn SML. Ờ, này thì đâu có 20 cân. Ờ, 15 đến 20 cân à. Rồi bạn này lên đầu like, cái này em tặng luôn. Cái gì đấy? Đúng được cái gì đấy? Ủa em? Chị bằng bố chị bên dưới giữa. Chị bằng gì? Được nhà bằng, có đơn không? Chị đơn qua đi. Thế đi à? Rồi mã này lên cho em 01 này, cái này lên cho em 01, cái này em tặng đầu like với các chị cho các chị này. Cái này 15 cân đến 20 cân cho em váy nhung nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em 01 váy nhung tặng luôn cho em 29.000, cho em 29.000, cho em mã này lên là 01 đi. Cái này lên cho em là 01 được, ừ cái đấy được đấy. Rồi cái này lên cho em là 01 29.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Bút đó, lại thêm tiếp 1 nữa. Đây lên đây nhiều bộ 1 bút lắm mà. Rồi cái này lên cho em là 01 nhá mọi người nhá. Mã hàng cho em là 01 cho em với giá là 29.000. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là các bác ơi. Cái này là váy nhung nhá mọi người nhá. Cái này là nhung mềm nhá mọi người ơi, không phải cái nhung cứng đâu. Đây là dạng nhung mềm cho em này. Đây rất là mềm luôn cho em ạ. Cái này vài hôm ở miền Bắc thì lạnh lạnh một xíu là vì là các chị diện cho con được rồi ấy. Cái này lên cho em là 01 cho em 29.000 đầu like. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Rất là xinh luôn. Cái này xinh lắm, có 29.000 thôi. Có đâu tầm 20 cái dành cho 20 chị có lượt chia sẻ live cho em này 01 nha mọi người nhá. Út 10 lên số điện thoại cho em đi nào. Lên Mỹ Huệ có 01 rồi, ok này. 13 đến 20 cân cho em. Cái này từ 2 tuổi là mặc được rồi. 13 cân đến 20 cân cho em nhá mọi người nhá. 13 cân đến 20 cân cho em 01 cho em, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Tí hả thì bạn. Rồi 01 cho em nhá, 01 kèm cân nặng kèm số điện thoại nào. À, Vân Anh Nguyễn ơi lên số điện thoại cho em nào. Lên số điện thoại giúp em nào. Út 10 có 01, Chi Nguyễn có 01, ok 13 đến 20 cân cho em nhá. 13 đến 20 cân cho em với giá chỉ có 29.000 đồng cho em. 29.000 cho em 01 kèm với chia sẻ like nhá mọi người nhá. 01 chị ơi, Đồng Nai đi, chưa đi đâu được. Đồng Nai chưa nhận đơn nhá. Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu này chưa nhận đâu. Bà Rịa Vũng Tàu này không nhận à? Rồi ok, 01 cho em 29.000 nha mọi người nhá. Rồi 01 29.000, 13 cân đến 20 cân cho em. 13 cân đến 20 cân cho em váy nhung 29.000 cho em nhá. Rồi qua lại cho em này. Nhà lấy 01 thì có bên 01 cho em nhá. Cái này đây là 07 em. Cái này còn sai 15 cân đúng không? Còn có 3 nó lấy. Bên kia. Bên kia còn được cái mắt. Rồi cái này lên cho em mã hàng 02, 10 cân đến 15 cân cho em này. 10 đến 15 cân 3 tuổi quay lại cho em mã này lên là 02 nhá. 02 giúp em này. 02 màu tím này xinh. Và hết rồi. Rồi cái này còn một 5-6 cái thôi. 02 cho em. Cái này em cũng tặng luôn các chị luôn này. Size 10 đến 15 cân cho em 39.000 luôn. 02 này. Cái này lên cho em là 02 10 đến 15 cân nhá. 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em 02. Trần Thanh Huệ lên số điện thoại đi ạ. Hoàng Mai có 01 rồi. Vi Thảo Lộc có 01. Hà Vàng Chiêm 01 này. Trần Thanh Huệ lên số điện thoại nào. Trần Thanh Huệ lên số điện thoại. Các chị phải lên số điện thoại đi. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em nào. Có số điện thoại cho sao cái này 02 49.000 à 39.000 cho em có 5 cái thôi. Chị nào lên cân nặng thì mới có này. 02 nhá, 15 cân 3 tuổi quay lại cho em không lựa màu 39.000 cho em. Không lựa màu 39.000 cho em con này là 02 nhá mọi người nhá.
39.000 cho em. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại này, 0239.000 đồng cho em nhá. 02 đi. 0239.000 đồng cho em nhá. Người nào lấy 02 thì có em là 02 cho em ạ. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 03. Trần Thanh Huệ lên số điện thoại đi chị ơi. Trần Thanh Huệ lên số điện thoại đi nào. Rồi cái này còn một ít thôi. Cái này size gì nhỉ? 15 cân 2 tuổi á. Rồi mã tiếp theo lên cho em là 03 này. À, ship như thế nào, toàn quốc 30.000, đi đâu trên 100.000 đồng giúp em nhé. Có váy 5 tuổi, trời ơi có nhiều lắm. Rồi cái này lên 02 hết rồi nhá, không chốt ạ. 02 hết rồi, cái này lên cho em 03 này, 10-15 cân này, 1-2 tuổi mặc vừa cho em 03 nhá. 03 cho em với giá là 39.000 luôn này. 03, 02 hết rồi. 02 hết rồi nhá. Chị nào nhớ là chọn các chị ơi, hàng em tặng các cái hàng 2939.000 này thì các chị chọn đơn trên 100.000 đồng cho em mới đi đơn nhá. Chứ đơn 1-2 cái thì em không đi đơn đâu. Ví dụ như 2 cái thì chị cũng có 60.000 thôi, nhà em không gọi điện đâu ạ. Đơn hàng tặng thì các chị vui lòng chọn đơn trên 100.000 đồng cho em để được đi đơn nhá. Rồi cái này lên là 03, 15 cân quay đầu cho em này, 23 tuổi quay lại cho em 39.000 cho em váy tơ nhá, tơ bèo cho em 03. Cái này lên là 03 đi, 39.000. 03, 39.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 03 39.000 đồng cho em, 39.000 đồng cho em ạ. Khung size cho bé là từ 10 cân đến 15 cân nhá, 1 đến 3 tuổi mặc vừa. 03 cho em, 39.000 cho em. Tơ mềm cho em rất là đẹp luôn ạ. Cái này tơ đẹp lắm mà, con gái nhà em mặc rất là xinh luôn. 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Cái này còn 1-2 cái size 5 tuổi này. 03 kèm cân nặng kèm số điện thoại. Huyền Nguyễn có, 03 Chi Trần có này. Minh Chiến Nguyễn có, 03 rồi ok này. Có váy 32 cân đợi xíu nha, chị Trung Anh có 03 rồi ok. Các chị ơi, bên nhà